We are going to begin the most important and sacred moment of the inauguration of the 10th Plenary Assembly on the occasion of the Ruby Jubilee. Chúng ta giây phút này bắt đầu khai mạc một hội nghị rất quan trọng, một giây phút thánh cho lần họp thứ 10 của Liên Hội đồng Châu Á. Before we begin this Eucharistic celebration, we are very happy to express our deep joy and welcome to the papal envoy, the delegate of the Holy Father, here with us during this assembly, in the person of His Eminence, Gaudencio Cardinal Rosales, who will be the main celebrant for this Eucharistic celebration. Trước khi cử hành mầu nhiệm thánh thể, công đoàn chúng ta hân hạnh và có niềm vui được có sự hiện diện của đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, chính ngài sẽ chủ sự thánh lễ này. Let us now joyfully and prayerfully begin this moment of prayer, of worship, and celebration of the Eucharist. Let us all stand. Now, tại vương quốc thiên hoàng bắt đầu từ ngày thánh lễ. Offering to the Father. And in this sharing, we read together
the memories of the giftedness and the graces of the church in Asia as now solidified in FABC. In memory and mind that has kept those giftedness this many 40 years, offer to God in thanks, while at the same time, as we begin this Eucharist of Jesus, we remember our frailties, the limitations of our offering, and as the good God that touches us with compassion, we need His understanding and forgiveness. And so we pray. I confess. Và đưa đi trước những chiến lợi phẩm,
Người chăm sóc đoàn chiên người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên lẻ. Đó là lời Chúa. Jesus says to his disciples, "What is your opinion? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, will he not leave the 99 in the hills and go in search of the stray? If he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the 99 that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost." Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên lạc mà mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật thầy bảo chúng con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha chúng con ở trên trời không muốn để một ai trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Your Eminences, Your Excellencies, Reverend Fathers, Sisters, our brothers and sisters, and officials from the Surrey government, seminarians, all the way down to the deliberately, I will make this homily short only to the preeminence, because I have a long message from the letter of Pope Benedict at the end of the years.
also preparatory to our reflections in the Sunday. That's about a shepherd who tends his flock. One is a hare. And the Lord Jesus, in his gospel, said he will leave the 99 and go for that lost one. One lost sheep against the 99. We know the context of the Lord saying the shepherd does not really own all the sheep in the context of the Jews taking care of the flock. Could be maybe 2, 3, or even 10 owners. The shepherd takes care of that. And the followers his voice. If we just see the task of the shepherd taking care of each one, the shepherd care, it is obligation, his task, his obligation, and his responsibility to the owners, collective owners of the crop. That's we just see why one is that important. Just reflect in our task as shepherds, bishops, priests, and deacons. The flock is not ours. At stake is the ownership of several owners. Task, obligation, responsibility. And yet the Lord said, it is the Father's will that not one should be lost. Not one should be lost. What does that say about punishment? When the owner is such that he loves, none should be lost. In the context of Asia, I don't want to surprise you in this reflection, but if you do your own reflection after this, we have only one within the context of Asia, and the 99 are not here, especially for Asia. We're caring for one, and the 99 are out there. This is Asia, within the context of today's gospel, as we begin FABC. The will of the Father remains the same. Brothers and sisters, we have to live the one and go for the 99. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tóm lược, ngắn gọn, đơn giản một tên hồng y. Ngài nói Ngài có một sự nghiệp rất dài, nhưng bài giảng thì lại phải rất ngắn. Bây giờ bài tóm lược phải ngắn hơn bài giảng nữa. Ngài lấy ứng từ chính bài sách Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay. Ngài nói đến thì một từ bỏ 99 con chiên ở nhà để tìm một con chiên lạc. Thì Ngài nói đến trách nhiệm của các mục tử áp dụng cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và mọi anh chị em giáo dân. Nhưng ở thành Á Châu của chúng ta, cái tỷ lệ nó không phải là 99 con ở nhà và 1 con ở ngoài, nhưng mà tỷ lệ là 1 con ở nhà, 99 con ở ngoài. Cho nên phải nhớ đến lời Chúa nói, Chúa không muốn mất dù chỉ một con. Cho nên bổn phận trách nhiệm của các mục tử của chúng ta cần phải bỏ một con ở nhà để đi tìm cho bằng được 99 con còn đang bị lạc ở ngoài. Đó là ý tưởng chính mà Đức Hồng Y nói trong thời gian của mình. And the Jubilee here, the entire church, we call on our Savior and our
grace of your coming be transformed into a united family. We pray for your blessing on all the church leaders who inspire and guide the FABC as an instrument of the renewal life and mission. It is truly right and just, our due thanks and
salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For he assumed in his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design he formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, in order that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so, with angels in our kingdoms, with thrones and dominations, with all the hopes and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as we, without end, we acclaim. Thank you.
gain your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and of Christ, we may be guarded by the Holy Spirit. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Thánh cùng với Đức Giáo Hoàng Giăng Benedicto thứ 16, các hồng y giám mục chúng con, hàng giáo sĩ cùng toàn thể dân thánh Chúa. Remember your servant Joseph, whom you called from this world to yourself. Grant that he who was united with your son and death like his, may also be one with him in his resurrection. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng của cha Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, cả thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Through him, with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever. Have mercy on us.
God who takes away the sins of the world after we have gone to his supper. Must be helped to meet and encounter Jesus Christ again.
they need to be approached. But using this time, new language, attuned to the culture in Cotterina, attuned to the culture of age, all the new expressions in harmony, always dialoguing with an attitude of friendship, but always animated by a love that is rooted in God. The Holy Father, Pope Benedict, expressed in his letter to this legate his desire for the brothers in the episcopacy to generously continue in the commitment, and here he said, the commitment to the bishop duty, committed to the duty to manifest by their renewed strength and zeal the love of Christ, the Church, and the Gospel. Burning with the virtue of faith, they should foster human culture and diligently pursue dialogue among the people. Our team, on our part, we will communicate to His Holiness what we see, what we hear of the dedicated efforts of the Asian bishops with assistance of FADC in keeping ever alive the dialogues with peoples, religions, and long-existing cultures in this dark Asian continent in relation to the evangelization in Jesus initiated years ago. Now we bring the Holy Father, Pope Benedict XVI, in expressing his charity to all the bishops of Asia, and through you, brothers, being represented, the beloved bishop, this might be extended to our bishops in Asia. The same love is extended to priests, the same love is extended to the faithful of Asia. Happy to be informed of your efforts and initiatives to disseminate the gospel, he assures you, the Holy Father assures all that he accompanies you in spirit and encourages you all with his prayers. May the Blessed Virgin Mary, Mother of Jesus, Queen of Apostles, always protect and guide all of us as we tell the story of her son Jesus with words and deeds. Thank you, and God bless.